Hello hello, chào mừng anh chị em đã quay trở lại với kênh review Summer Smile. Em là Tiến, bây giờ mọi người một Orange Star phiên bản mới nhất năm 2021 ha. À, đây mới đầu năm 2022 ha, nên này vẫn là mới nhất. Rồi, phiên bản chúng ta sẽ có một cái cách pha chế màu, họ phối màu rất là lạ mắt luôn. Trước tới giờ em chưa từng lật lên tay một phiên bản nào có cái màu nó lạ như thế này. Và thật sự thì lúc đầu em rất là lo lắng về cái phiên bản màu này. Trong bốn màu thì màu này là em lo lắng nhất, bởi vì cái màu nó đã nhạt rồi, mặt số nó đã nhạt mà cọc số lại in màu trắng nữa, em sợ là sẽ không có đủ cái độ tương phản để lên một chiếc đồng hồ ha, rất là sợ. Nhưng mà khi mà lên tay thực sự để mà trải nghiệm á thì thấy cái màu nó cũng không đến nỗi nào. Anh em cùng coi ra nắng nè, thì những cái điểm thế này thì mình vẫn có thể thấy được ha, điểm này cháy thì không thấy rồi, cái này có bạch số thì dễ thấy, mà những điểm thế này vẫn có thể thấy được, nó không có nỗi nào. Và để show hết được cái mặt số với đẹp mặt số thì họ sẽ trang bị cho chiếc này, chiếc đồng hồ này, một cái kính cong bóc sáp á, cộng vòm lên để chạy như Seiko preset thế này. Và tất nhiên là khi mà có đẹp mã số được thể hiện tối đa thì nó sẽ không có nhược điểm, thì nó sẽ không phải kính sapphire, nó sẽ không giống như cái dòng Orange Star mà ở bên hết anh em mày thấy ha. Nhưng bản Netto này mới và họ đã cải cách lại cái này, thì cái này em cứ cải cách, bởi vì nó sẽ show được cái đẹp hết, là nó có điểm trừ là nó không sẽ không trúng chạy, nó giống như Seiko preset thôi, là phải được này mất cái kia là phải chấp nhận. Và phiên bản này thì nó lại được, nếu không có sapphire thì lái là rẻ. Giá chiếc này chỉ có 7,5 triệu thôi nha anh em, giá rất là rẻ so với những dòng Star khác trên thị trường. Rồi, và em sẽ phép đi vào chi tiết nha. Con này sẽ có mã là RE-AT0203L00B. Phiên bản chúng ta sẽ có size mặt là 40.7, lớp tua lớp sẽ là 12.8, độ dày 12.8, lớp tua lớp con này sẽ là 46.2 nha. Rất là lý tưởng thôi, 46 thì rất là cục cho anh em lên tay gọn gàng, 46 thì dễ ha. Mấy cái tay góc liều bo góc tròn thì hết là cũng anh em, người ta sẽ không có bị gồ ghề đâu, từ cái form tới cái dáng tới size luôn thì đều sẽ không có bị gồ ghề. Anh em từ 15.5 là có thể lên tay mẫu này được rồi. Cái da em ngâm ngâm lên cũng được chứ, lên cái màu xanh xanh này cũng hay hay. Thì cái màu sắc thì em không không dám bàn luận sâu, bởi vì nó sẽ tùy thuộc vào từng anh em ha. Những người thích, người không thích cái màu này thì cái này em không dám nói, mình chỉ nói về cái độ tương phản và cả và cái kim nữa. Kim mẫu này thì họ sơn màu bạc lên, đúng nghĩa là màu bạc luôn em, không phải là cái ánh bạc kim loại của dòng thép nữa. Nè, anh em coi nè, nó vô ha, thì cái này nó sẽ cháy sáng lên, thì nó là kim loại thì nó bắt sáng tốt hơn. Mẫu này thì họ kim loại luôn mà họ phun bạc lên trên, họ sơn màu bạc lên nên nó sẽ không có bắt lên, nó không có cháy cháy lên, và nó cũng mảnh này, không có hỗ trợ bắt sáng tốt. Và cái điểm mẹ cũng đang rất là lo ngại, nhưng mà khi lên tay thì thấy cũng cũng được, lạ, rất là lạ mắt ha, bộ kim rất là lạ, độc đáo. Rồi, ta sẽ có 12 369 sẽ là số vạch và được vát ba cạnh nha, được làm bóng hết, vát ba cạnh. Còn lại thì sẽ là số in, số là mã phông mảnh nhỏ dài. Còn ngoài cùng tất nhiên sẽ là số vạch chỉ phút chúng ta, và cái kính cong á, anh em nhìn nó sẽ rất là ảo. Nhưng cái điểm cái góc này nè thì nó sẽ phô hết ra, luôn luôn sẽ có cái cảm giác phông nó dài hơn so với bình thường, so với thực tế của mặt số luôn, phông dài hơn, và cái kim dây nó sẽ lúc nào cũng cong cong hết. Đó là phiên bản này. 12 giờ sẽ là kim báo năng lượng, kim power reserve, kim báo xăng, và chỗ này được pha màu cũng rất là lạ. Những cái điểm thế này thì họ làm ngấn cao lên, ngấn cao hơn, và ngay chỗ cái tâm ngấn á, ngay chỗ cái bìa ngấn á, thì được cái màu sáng hơn, họ sơn chỗ này sáng hơn nè. Và cái viền này thì nó bầm đen không bật cái rồi 50. Máy này là máy F6 R4 chữ code 50 giờ. Cái kim nhỏ nhỏ này cũng được sơn màu bạc luôn nha, đúng nghĩa là sơn màu bạc luôn nha. Đó, thì họ tối giản rất là nhiều, những cái vòng tròn này, cái ngấn, riêng cái ngấn này, ngấn vòng tròn lớn nè, và cái ngấn nhỏ chỗ cái viền ở bên hết thì cũng là cái ngấn, và nó va nhau chỗ này làm rất là khéo ha. Rồi ở trong nữa thì sẽ là cái viền thép hỗ trợ thêm một xíu thôi, không đáng kể. Và kim phút kim giờ thì cái dáng là đẹp rồi, kim dây ta sẽ được sơn màu xanh. Đây, đánh cho nên coi cái màu xanh nha. Thấy rõ nè, cái này thì vẫn đảm bảo cho mình một cái độ ánh của kim loại lên, nó đỡ lại cho kim dây. Rồi, còn dáng form thì mọi thứ đều ổn hết, mọi cái kính cong lên. Cái cong này cũng không phải giống như cong bóc sáp, nó tương đối giống thôi nha nè, mà cái độ cái dáng cũng khác đi nữa. Cái độ dày này nó có vẻ, cái góc này có vẻ bo cái góc cao hơn và nó dày hơn. Cảm giác thôi, từ từ khi đầu tháo ra thì mình mới chính xác được ha. Rồi, còn toàn bộ vỏ, form vỏ thì ta được làm bóng nè. Bóng hết. Nút thì sẽ dính thêm một viên đá nữa. Trên giờ dính một viên đá lên màu xanh luôn cho nó đồng bộ. Và khía này là khía lớn, khía nhuyễn ha, cũng giống như cái crown clear cocktail luôn á, mà nó nhỏ hơn và khía luôn. Và khi họ pha màu mặt số thì họ cũng sẽ pha màu dây luôn. Dây này thì sẽ là màu xanh đen,
mà màu dưới thì màu xanh tươi và hoàn thiện á, là gấp mép ngược lên trên, thay vì anh em thấy mặt trên á, gấp xuống, nhưng mà ở đây sẽ là ở dưới gấp lên. Đây tôi restart anh em coi nè, cái dưới nè gấp ngược lên trên đó, ngược lên trên ha. Khâu thắt ở đây một xíu, khóa thì sẽ phối hợp chúng gãy chúng ta, và nó nằm ở dưới vị trí 6 giờ nha. Cái này thì em hay nói bị này, bởi vì khi mà mang cọng dây lên tay á thì cái đuôi này nằm bên trong, nằm vậy nè nè, mang vô vậy đúng không, cái đuôi này nằm trong vậy nè, em mang lên tay vậy đó. Nằm ở trong rất là thực sự nha. Rồi tiếp theo về cái máy, mẫu này sẽ có chấm nước bao nhiêu đây, quan trọng là chấm nước đi. Chấm nước mẫu này sẽ là 53 stainless steel Epson, tất nhiên là sản xuất tại Nhật rồi, máy Made in Japan, máy F6R4 và cái chạm rỗng thì vẫn vậy thôi. Bộ máy này mới rất là quen trong mấy năm gần đây, con em mình hay coi thì cái 50 giờ thì nó sẽ xài máy này F6R4, cứ anh em nghe một Orange Star bên hết là máy này hết, chưa có máy mới nha, máy mới chắc lên 60 giờ quá rồi mẫu này thì đại lý họ bán khoảng tầm 12 triệu 800, em bán sang xe tốt hơn cho anh em, giá giảm chỉ còn lại 7 triệu rưỡi kèm với chế độ hành máy 2 năm, sau đó thì sẽ trợ phí lao dầu trọn đời cho các anh em chơi những dòng sản phẩm máy cơ. Rồi em có thắc mắc gì về sản phẩm thì cùng nhau trao đổi dưới video nha, hẹn lại anh em video tiếp theo và nhớ like subscribe cho em nha, bye bye.